tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tý nhiều biển cổ bất ngờ thiểu sự quyết tâm xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của 12 còn giáp cho thấy đây sẽ là một tháng đầy thử thách đối với người tuổi Tý khi mà vận trình của những chú chuột có sự xuất hiện của nhiều hung tinh mọi việc đều có thể sẽ có những biến cổ bất ngờ xảy đến Cục diện tương hại kết hợp với nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ tác động rất lớn tới tử vi tháng mới của con giáp này, gây ra những xáo trộn vượt khỏi tầm kiểm soát của bản mệnh. Công việc dễ gặp trục trặc nửa chân. Bên cạnh những yếu tố khách quan, thì chỉnh bản thân người tủ tỷ cũng chưa đủ quyết tâm và sự kiên trì để phấn đấu nên sự nghiệp xuất hiện mỗi nguy không nhỏ. Về tài lộc, dù tháng nay có thiên tài hỗ trợ nhưng nếu có thể giúp bạn đủ chi tiêu cho cuộc sống thường ngày đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng thu nhập không tăng là mấy mà các khoản chia ra càng nhiều hung phận lớn còn ảnh hưởng và cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt nếu không đủ tỉnh táo rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi các mối quan hệ xã giao ở trong tình trạng không nóng cũng không lành, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng mọi thứ. Bạn sẽ cần phải khéo léo duy trì giữ mỗi hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm cá nhân có phần gặp trục trặc, thái độ hờ hững của bạn có thể khiến cho nửa kia cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng bạn không nghiêm túc trong mỗi quan hệ này. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỷ trong tháng kỷ môi không ổn cho lắm, áp lực từ công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bạn lao tâm khổ tứ, tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt thường ngày. Nếu tiếp tục ăn ngủ không đúng giờ và không điều độ thì sức khỏe bị xa xúc là điều dễ hiểu. Hãy cố gắng cân bằng tâm trạng để tránh ảnh hưởng tới thân thể của bản thân. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Đối với sự nghiệp của người tuổi Tỵ vào tháng 6 âm lịch này, công việc sẽ có những mối quan tâm hàng đầu và cũng khiến cho bạn chịu nhiều vất vả trong tháng này áp lực trong thẳng cả lẫn tới từ những yêu cầu và kỳ vọng từ cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh khiến bạn gần như lúc nào cũng phải căng não. Khỏi lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang về nhà làm thêm. Chủ yếu do tháng nay, tụ tỷ phạm cục diện tương hại lại thêm cả nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn, tiểu nhân cũng lầm le rình rập. Chỉ cần bạn gây ra một sai sót nhỏ, cũng có thể vĩnh cỡ đó mà buông lời chìm pha hạ bề uy tín của bạn. Các kế hoạch xảy ra có nhiều xảo trộn, trục trặc nửa chân. Thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của người tuổi tỷ. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì chỉnh bản mệnh những chú chuột cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu nên sự nghiệp xuất hiện những mối nguy không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các hạng mục ưu tiên, công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, người tuổi tỷ vẫn có thể tạo ra bước đột phá mặc cho hoàn cảnh có khó khăn tới đâu. Trước khi đưa ra các quyết định lớn, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng, trở nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, bạn nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp kẹo vứt hòa vào thân. Trong các mỗi quan hệ xã giao, bạn cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. Thực tế hôn phận khá lớn nhưng tháng này người tuổi tỷ vẫn có các tinh giải thân và tử vi ngầm tương trợ bạn. Chỉ cần có những nỗ lực thì ắt có cơ hội xây chuyển tình thể. Hãy cử hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng rồi còn giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng hai Luận về phương diện tài chính Vấn đề tiền bạc của những chú chuột chẳng có những không tăng mà còn có dấu hiệu xuất hiện nguy cơ bất lợi, nhắc nhở người tụ tỷ cần phải tính toán cho cẩn thận. Dù có thiên tài chỉ mệnh, song vận may không là bao so với hung vận mà tương hại và nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra cho vận khí tháng mới của người tuổi tỷ theo đó tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ Thẳng kỷ mùi nếu như người tuổi tỵ có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát hung vận lớn còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc nhất là trong khâu chọn đối tượng hợp tác làm ăn nếu không đủ tỉnh táo rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thôi. Trong tháng, nếu có nhận được những lời mời, đầu tư, kinh doanh, bản mệnh chớ vội tin ngay vào những lời hứa hẹn, lợi nhuận vì không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Rất có thể phía sau đó còn rất nhiều cái bẫy rập và rủi ro mà bạn không lường hết được. Ngoài ra, nếu đang muốn tham gia một cho đầu cơ cờ bạc cả đồ đỏ đen thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt nếu cứ giữ tâm lý được ăn cả ngã về không thì không cẩn thận sẽ trắng tay không chân chi tiêu liệu cơm mà gấp mắm, tốt nhất có các kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng vay mượn nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cho cuộc sống thêm phần căng thẳng Thay vì như thế thì người tuổi tỷ nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại của mình hoặc tìm thêm việc tài trải để kiếm thêm nguồn thu nhập phụ đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình. 3. Luận về phương diện, tình cảm, gia đạo Nhân duyên của những chú chuột vào tháng 6 âm lịch không mấy lý tưởng. Chẳng những các mối quan hệ trong công việc có phần xa cách, lạnh nhạt mà tình yêu đôi lửa cũng xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Thời điểm tháng 6 âm lịch này, các mối quan hệ xã giao ở trong tình trạng không nóng không lạnh, nhưng chỉ cần có một chút hiểu lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng những ấn tượng tốt mà đôi bên đã xây dựng trong quá trình hợp tác bấy lâu. Bạn sẽ cần thêm sự khéo léo để duy trì các mối quan hệ làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm cá nhân, các cặp đôi càng mất kiên nhẫn với nửa kia nên rất thiểu sự vùng vẹn và chẳng ai chịu chủ động hâm nóng mối quan hệ. Chính thái độ hờ hững của bạn có thể khiến cho nửa kia cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng bạn không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Với những người còn độc thân thì con đường tình cảm ảm đạm, dù bạn có lòng nhưng chẳng được đón nhận khó có thể tìm được người tầm đầu ý hợp với mình vào thời điểm hiện tại 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi tỷ trong tháng mới có dấu hiệu xa xúc Những mối bận tâm, trang trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý khiến cho thể trạng của con giáp này khó được đảm bảo Tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh tật, triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn ngủ, ngủ nghỉ, thiếu điều độ thì sức khỏe xa xúc là điều dễ hiểu. Còn giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống, duy trì thói quen luyện tập thể dục, thể thao hàng ngày. Đặc biệt, hãy dành thời gian cho bản thân để được nghỉ ngơi khi cần. Khi bạn nghỉ ngơi, cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất. Có như thế, mọi độ sức để theo đuổi mục tiêu của mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 6 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi mậu tỷ sinh năm 1948, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, chịu nhiều vất vả trong công việc, áp lực, tâm lý khá lớn. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi sổ, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen, hai Tuổi canh tỷ sinh năm 1960 Mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết Các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, dễ có trục trặc nửa chân Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc 3. Tuổi nhầm tỷ sinh năm 1972, mệnh mộc nam sao kể đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến, nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. tuổi giáp tý sinh năm 1984 mệnh kim nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết nhân duyên không mấy lý tưởng các mối quan hệ xa cách và nhạt nhòa quý nhân phù trợ tuổi ngày tuổi sậu tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tuất màu sắc may mắn màu trắng màu xanh dương năm tuổi bính Tý sinh năm 1996 mệnh thủy nam sao la hầu nữ sao kể đô khẩu quyết áp lực tâm lý khiến cho thể trạng xa xúc cần cân bằng cuộc sống tốt hơn quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi thân tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão màu sắc may mắn màu vàng kim màu tím